Nằm trong top những nghề nghiệp nguy hiểm nhất thế giới, những người lính cứu hỏa thường có nỗi niềm và tâm sự riêng mà ít ai hiểu được. Giờ đây, những câu chuyện cảm động về sự hy sinh to lớn của những cán bộ, chiến sĩ, những người lính cứu hỏa Việt Nam đã không quản ngại gian khổ, vất vả, sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình để cứu hộ cho người dân sẽ được tái hiện trong Đi Về Phía Lửa, bộ phim truyền hình mới nhất do K Cộng đầu tư sản xuất dưới thương hiệu K Cộng Original. Tập một phim Đi Về Phía Lửa mở đầu bằng một khung cảnh khắc nghiệt của trận hỏa hoạn, nơi đội của Đức Anh phải thực hiện nhiệm vụ giải cứu một người phụ nữ trung niên ngồi xe lăn, không thể tự mình thoát khỏi đám cháy. Trong khi đó, người con gái cũng bất lực tột cùng khi biết mẹ mình đang trong tình thế nguy hiểm, nhưng chỉ có thể cầu xin cứu giúp từ đội lính cứu hỏa trong sự dè bỉu vô lý của hàng xóm. Từ đó, những mảnh ghép của đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ PC07 tại thành phố Đà Nẵng được hé lộ. Người anh lớn của đội, Toàn Thắng, là người chồng, người cha gương mẫu, trụ cột trong mái nhà đầy ắp tiếng cười, nơi chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới. Cậu lính mới Minh Long, ngay trong nhiệm vụ đầu tiên đã vướng vào rắc rối vì cự cãi với người dân đang làm ảnh hưởng đến công tác cứu hộ. Đội trưởng Thông, chỉ huy của cả đội, là một người làm việc kỷ luật nhằm đảm bảo an toàn của cấp dưới và người dân, nên đã rất nghiêm khắc giáo huấn cấp dưới về ý thức và trách nhiệm trong công việc nguy hiểm này. Bóng hồng duy nhất của đội, Thanh Hà, cô đang sống với bà mẹ đơn thân, luôn muốn con gái mình lập gia đình, trở thành một người phụ nữ nội trợ thay vì làm công việc nguy hiểm là lính cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn. Đè lên đôi vai cô nàng là những kỳ vọng và định kiến từ xã hội lẫn chính gia đình của mình. Một thành viên nữa của đội lính cứu hỏa là Đức Anh, vốn là con người trầm tính. Sau khi trực chiến và trở về từ một đám cháy kinh hoàng, Đức Anh đã bị gia đình hờn dỗi chỉ vì đã không kịp bắt máy điện thoại trả lời cuộc gọi. Thì lúc đang làm nhiệm vụ, lại ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh nào có thời gian để cầm điện thoại chứ đừng nói là nhấc máy. Nhưng với bản tính kiệm lời, Đức Anh không nói gì nhiều, lại càng làm cho mối quan hệ của anh và ông bố là một nghệ sĩ piano trở nên xa cách. Trở lại câu chuyện của đội lính cứu hỏa, vì nhiệt tình và muốn lấy lòng đồng đội, Minh Long đem quần áo, giày bảo hộ của các thành viên trong đội ra giặt, mà không biết bản thân đã phạm phải điều kiêng kỵ đặc thù của đồng nghiệp. Sao lại có sự kiêng kỵ này? Mọi người xem chi tiết tập 1 sẽ rõ. Sau lúc này, cả đội nhận nhiệm vụ mới, lập tức lên đường ứng cứu cho một ca gặp nạn ở trên núi, dốc lòng hết sức để cứu nạn nhân. Đức Anh dính chấn thương và phải đến viện kiểm tra tình hình. Những tưởng chỉ khám cho xong, nào ngờ anh chàng đụng mặt ngay cô bác sĩ Hồng Ngọc, không rõ có vai trò gì trong quá khứ nhưng khiến chàng lính cứu hỏa Đức Anh đơ mặt ra cả buổi, lại còn đặc biệt ngượng nghịu khi phải cởi áo để kiểm tra vết thương. Hành động này khiến anh vô tình nhớ lại những ký ức đau buồn liên quan đến vết sẹo trên lưng mình. Về phần Toàn Thắng, sau khi hoàn tất nhiệm vụ, anh hân hoan chào đồng nghiệp, còn nói mình đã xin giấc nghỉ phép để về nhà đưa vợ đi đẻ. Niềm vui của ông bố sắp đón con chào đời chưa kịp trọn vẹn thì chuông báo có ca cứu hộ bất ngờ vang lên, đẩy Toàn Thắng vào hoàn cảnh khó xử. Cuối cùng, anh Thắng đã có lựa chọn ra sao? Xem tiếp trong tập 1 của Đi Về Phía Lửa, phim đang có trên VOD app K+.